tay phơn tay nước tiểu, một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song, mới có 8 tuổi rưỡi liền vô địch khắp thiên hạ. Ngay tại Sở Linh Nhi sau khi thu phục cửu đầu xà bách, một tiếng kinh thiên nộ hống vang lên, lập tức đất rung núi chuyển. 5 cái khí tức kinh khủng, đạt tới tiên tôn hậu kỳ hung thú từ lòng đất leo ra. Trên thân đám hung thú này, còn có một vị nam nhân tiên tôn hậu kỳ đứng sau. Nhìn thấy những người này cùng hung thú xuất hiện, nhìn lại trên người bọn họ quen thuộc trang phục, Khổng Ất Kỳ cùng Hoàng Oánh muốn rách cả mí mắt, sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì? Đây là Ngự Thú Tông? Ai có thể nói cho ta, bọn hắn vì sao lại ở chỗ này? Khổng lão, làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ kia cửu đầu xà bách chính là Ngự Thú Tông những người này làm ra? Hoàng Oánh lo lắng, Ngự Thú Tông là tồn tại gì nàng chỗ nào không biết? Tiên Tông dưới trướng, một chỗ nhị lưu đỉnh tiêm thế lực, nhưng là thực lực cực mạnh, còn mạnh hơn Băng Tuyết Tông hơn mấy phần. Trong tông môn có được không ít yêu thú cường đại, nếu như không phải Ngự Thú Tông không có tiên đế cường giả, đã sớm có thể tấn cấp nhất lưu thế lực. Khổng Ất Kỳ ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Ngự Thú Tông xuất hiện ở đây, mưu đồ khẳng định rất lớn, mà lại bên trong các đệ tử lần này khả năng ai? Hoàng Oánh ngồi liệt trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Xong, hết thảy đều xong, 10 tôn tiên tôn hậu kỳ a, Sở công tử có thể làm sao? Khổng Ất Kỳ lắc đầu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a, vừa hắn tấn cấp lúc lão phu thấy rõ, hắn mới vừa vặn tiên tôn sơ kỳ mà thôi, dù là tay cầm đế binh lại như thế nào, tiên tôn sơ kỳ điểm này nội lực có thể huy động mấy lần đế binh, cuối cùng chỉ sợ người đã chết, đế binh cũng sẽ bị đoạt đi, mà những đệ tử này hạ tràng ai? Đối mặt nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử, Ngự Thú Tông đám người này tuyệt đối sẽ không buông tha. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt đắng chát vô cùng. Hai người bọn họ muốn cưỡng ép tiến vào, lại phát hiện căn bản làm không được, chỉ có thể ở cổng từ từ. Bí cảnh bên trong, kia 5 vị tôn cấp cường giả, nhìn chằm chằm trước mắt Sở Linh Nhi bọn người. Từng cái trên mặt có phẫn nộ, còn có vẻ dâm tà. 5 người cầm đầu là một vị mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo xấu xí nam nhân. 4 vị khác cũng đều là bạo tạc đầu, vàng lục bạch cam 4 loại tóc. Loài loài, kiểu tóc cũng che giấu không được bọn hắn xấu xí. Hồ Đồ Đồ nhếch miệng, ghét bỏ vô cùng nói lầm bầm. Diệp Thanh Thanh mấy cái cũng là nhẹ gật đầu, gặp qua Sở Mặc Diệt Huyền bên trong về sau, các nàng đã không chút nào luống cuống. Trước mắt mấy cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân, căn bản không có bị các nàng để ở trong mắt. Liên thủ nắm đế binh huyền bên trong, đều bị thiếu gia một tiễn đập chết, mấy cái này tính cầu. Thiếu gia còn không vận dụng cái kia thanh thần kỳ cung tiễn đâu. Tưởng tượng mũi tên kia phong hoa, Diệp Thanh Thanh, Diệp Bạch Linh hai cái liền hai chân như nhũn ra, đôi mắt đẹp ngậm xuân, hận không thể lập tức hiến thân cho Sở Mặc. Thực sự quá đẹp rồi, cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên a. Mà Sở Linh Nhi thì nhìn qua kia một đầu tóc đỏ, cực kỳ hâm mộ không thôi. Màu đỏ a, không thể nào, thiếu gia ngươi thích tóc đỏ, nếu không nhũn một cái. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc nhìn qua hắn, Sở Linh Nhi lắc đầu, một mặt đáng chát, không được, tóc đen mới là tôn quý nhất tóc. Đây cũng không phải Sở Linh Nhi không muốn nhuộm tóc, mà là cha nàng không cho phép. Nhớ kỹ năm ngoái nàng liền cho nàng cha đề cập qua việc này. Sở Linh Nhi, cha, ta muốn đi dưới núi Lý kéo bùn nơi đó, làm cái tóc đỏ. Sở Mặc, cái này sợ không tốt a, nhiễm tóc sẽ hiện ảnh hưởng thân cao. Sở Linh Nhi, làm sao lại ảnh hưởng thân cao đâu, hắn đều là dùng thảo dược nhuộm tóc a. Sở Mặc, bởi vì ta lại đánh gãy chân của ngươi a, ngươi nói ảnh không ảnh hưởng thân cao. Trở ngại Sở Mặc uy nghiêm, nàng vẫn là không dám biến thành tóc đỏ. Lắc lắc đầu, Sở Linh Nhi nhíu mày nhìn về phía 5 người này, trong mắt có sát ý. Chạy đến mẫu thân mình chỗ ở cũ đến Dương Oai, còn công kích Băng Tuyết Tông tiểu tỷ tỷ, các ngươi chẳng phải là muốn chết? Theo bối phận tính, ta Sở Linh Nhi thế nhưng là Băng Tuyết Tông lão tổ cấp bậc, cái này chàng tử ta nhất định phải tìm trở về. Các ngươi là ai? Hỏi bản tôn người nào? Ha ha, trong tay ngươi cái này khỏa cửu đầu xà bách chính là bản tôn sủng vật, ngươi nói ta là người như thế nào? Tóc đỏ nam nhân liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt tại chúng nữ trên thân vừa đi vừa về đánh giá. Không có biết rõ Sở Mặc như thế nào thu phục cửu đầu xà bách trước, hắn thật không có xúc động. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, đều là rất cẩn thận, ai sẽ lỗ mãng? Sở Linh Nhi liếc mắt, ta nào biết được ngươi là ai, chính ngươi cũng không biết. Ngươi hỏi tới chúng ta, có bệnh nặng à? Phốc, sau lưng được giải cứu ra chúng nữ, nhịn không được cười lên. Từng cái mỉm cười đánh giá Sở Mặc, chỉ cảm thấy cái này thần bí Sở công tử, tốt có ý tứ. Mà kia 5 cái tôn cấp, cũng là một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Chúng ta là ý tứ này sao? Hừ, chúng ta là Ngự Thú Tông, bản tôn chính là tông chủ Tần Thủ, khó trách có thể thu phục ta xà bách, nguyên lai là có diệt hồn phiên cái này đế binh a. Tức thời một chút đem ta xà bách trả lại cho ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây, sau đó đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Tóc đỏ Tần Thủ
chú ý tới Sở Linh Nhi trong tay Diệt Hồn Phiên, nội tâm nhấc lên mấy phần cảnh giác, bất quá cũng không có quá để ý. Diệt Hồn Phiên mặc dù cùng Ngự Thú Tông có dị khúc đồng công chi diệu, đều là khống chế sinh vật thần hồn, nhưng là cái này đế binh chỉ có tà ác người mới có thể triệt để phát huy uy lực. Trước mắt người trẻ tuổi kia, hiển nhiên không phải tà ác người, có sợ gì chi? Cái gì? Các ngươi là Ngự Thú Tông? Ngươi đến ta Băng Tuyết Tông làm cái gì? Nơi này lại không có thú cho ngươi ngự, mà lại cái này bí cảnh, các ngươi là như thế nào tiến đến? Liền không sợ ta tông môn cao thủ tiến đến, đem các ngươi toàn bộ làm thịt? Diệp Bạch Linh đôi mắt đẹp trừng trừng, căm tức nhìn đối phương. Tần Thủ liếm liếm đầu lưỡi, đánh giá nàng một chút, thâm trầm nở nụ cười. Kiệt kiệt kiệt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quả ớt nhỏ, bổn tông chủ thích nhất như ngươi loại này la lị, đợi lát nữa liền từ ngươi bắt đầu mài thương. Hôm nay các ngươi chớ chắc trông cậy vào các ngươi tông môn cao thủ lãnh nhược hề sao? Ha ha ha, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nói thật cho ngươi biết đi, các nàng căn bản vào không được. Về phần chúng ta vào bằng cách nào, đương nhiên là dựa vào cái này phệ hư trùng a, có nó nơi tay, lại có cái gì bí cảnh gặm không khuyết trước miệng đến. Tần Thủ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời phá lên cười, trên mặt mang điên dại biểu lộ, cười đến không có sợ hãi, trong tay thì có một nắm đấm lớn, mập tròn quay đại trùng tử. Nhìn thấy cái này phệ hư trùng, Diệp Thanh Thanh mấy cái sắc mặt đột biến. Vật nhỏ này không có lực công kích, nhưng là phẩm giai lại là tôn cấp dị thú, chỉ cần tìm chút thời giờ, liền có thể phá hư hư không hàng rào. Không có cái gì bí cảnh có thể ngăn cản cái này tiểu côn trùng. Chúng nữ vô cùng hoảng sợ trách mắng. Cái gì, bí cảnh không mở được, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì, đương nhiên là cắt đứt các ngươi đối cái này bí cảnh quyền khống chế a, không phải đâu. Tần Thủ bàn tay lớn vồ một cái, ánh mắt điên cuồng nói tiếp. Đánh giá trước mắt những nữ nhân này, tựa như nhìn xem dê đợi làm thịt đồng dạng. Ta Ngự Thú Tông thực lực mạnh như vậy, nhưng một mực không ai có thể đột phá đế cấp. Trải qua bản tôn vô số lần thí nghiệm, ta phát hiện chúng ta sở dĩ không cách nào đột phá, hoàn toàn là bởi vì không có thế giới gánh chịu chúng ta pháp tắc. Cho nên bản tôn cùng Ngự Thú Tông cần một cái thế giới, mà các ngươi cái này Băng Tuyết bí cảnh lúc trước chính là một phương thế giới, lại thuộc về tương đối dễ dàng lấy được. Chỉ cần ta đem nó chiếm cứ, liền có thể nhất cử đột phá đế cấp, có thể ngự đế cấp hung thú. Ha ha ha, Tần Thủ cười to mấy phút. Vì đột phá đế cấp, hắn suy nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng bị hắn nghĩ tới như thế một cái tuyệt hảo diệu kế. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh chúng nữ trong lòng một cái lộp bộp, không nghĩ tới bí cảnh thế mà bị ghi nhớ. Băng Tuyết Tông sở dĩ có thể lập tông, cùng cái này bí cảnh có phần không ra quan hệ. Vậy ngươi giam giữ chúng ta làm cái gì? Thả chúng ta ra ngoài. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, tông chủ chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Tần Thủ nhịn không được cười nhạo lên, sắc mặt càn rỡ ngả ngớn. Lãnh Nhược Hề, chớ nói đợi lát nữa cái này muốn đột phá, coi như không đột phá nàng lại có thể làm gì được ta. Về phần các ngươi, vài ngày trước bản tôn bỗng nhiên lĩnh ngộ một cái đạo lý, người không phải cũng là động vật một loại, vì sao không thể ngự? Các ngươi chính là ta Ngự Thú Tông nhóm đầu tiên, nhân khôi, nhưng tuyệt sẽ không là nhóm cuối cùng. Ta muốn đem thiên hạ tất cả võ giả đều biến thành ta Ngự Thú Tông trung thực chó săn. Ha ha ha. Nhìn đối phương kia tùy ý cười to, màn sáng trong ngoài trái tim tất cả mọi người đều lạnh đến đáy cốc. Hoàng Oánh mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy không chỉ. Song song, một khi Tần Thủ tên cầm thú này đột phá đế cấp, thiên hạ đem sinh linh đổ thán, ta Băng Tuyết Tông cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khổng Ất Kỳ sắc mặt một trận biến hóa, trong đầu hiện lên vô số loại phương án, nhưng phát hiện đều không có một cái nào có thể ngăn cản đối phương. Ngự Thú Tông vì cầm xuống cái này bí cảnh, làm qua nhiều chuẩn bị, bọn hắn bây giờ bị đánh trở tay không kịp. Ai, lão phu vậy, bất lực a. À. Ai nước tiểu hoàng, cho ta tư tỉnh hắn, ngày nay còn không có hắc, liền làm lên nằm mơ ban ngày tới, cũng không hỏi xem bản tiểu, khụ khụ, bản thiếu gia có đáp ứng hay không. Sở Linh Nhi biểu lộ lạnh lẽo, Tần Thủ ta mị cười một tiếng, phất phất tay, lên, chia binh hành động giết chết các nàng, tiểu tử này chỉ có một người, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào cản chúng ta năm cái, chỉ cần cầm xuống bí cảnh, chúng ta liền có thể trở thành Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân thủ hạ, chạm tay có thể bỏng tả bàng hữu tí. Đại nghiệp, sắp thành. Ngự Thú Tông những người này đều là lão âm bức, tự nhiên biết Sở Linh Nhi trong tay Diệt Hồn Phiên có bao nhiêu lợi hại, cho nên quả quyết lựa chọn chia binh hành động. Chỉ cần phân một người cuốn lấy trước mắt người trẻ tuổi kia, còn lại bốn cái liền có thể cầm xuống sau lưng những cô nương kia. Đến lúc đó, tay cầm con tin, đối phương sợ ném chuột vỡ bình còn không phải tùy ý nắm. Đế binh a, đem cùng ta Ngự Thú Tông họ Tần. Đối mặt mấy người tiến công, Sở Linh Nhi không chút nào hoảng. Tần Thủ, cầm thú, danh tự này thật thích hợp ngươi ha. Nhớ thương bí cảnh, nhớ thương những đệ tử này, vừa vặn, bản thiếu gia cũng nhớ thương những yêu thú của các ngươi. Sở Linh Nhi nhếch miệng, tay cầm đế binh giết đi lên.
nàng trời sinh tính thiện lương, thích nhất những này tiểu động vật. Về phần thích tới trình độ nào đâu, ngừng lại không thể rời đi bọn chúng. Nhìn đối phương vọt tới, Tần Thủ đại hỉ, ngươi mặc kệ những cái kia đàn bà rồi, các nàng có tự vệ thủ đoạn, ngươi vẫn là ngẫm lại mình làm sao bảo mệnh đi. Sở Linh Nhi thoại âm rơi xuống, sau lưng vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tần Thủ biến sắc, quay đầu chỉ phát hiện mình kia bốn cái tông môn trưởng lão cùng hung thú toàn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà Diệp Thanh Thanh sư tỷ muội cùng hồ đồ đồ trong tay riêng phần mình cầm một lớn chồng chất tiên tôn đỉnh phong phù triện. Sao, làm sao lại dạng này, nhiều như vậy tiên tôn phù, các ngươi mợ nó đánh cướp phù tháp. Tần Thủ trừng to mắt, một mặt rung động, hắn thừa nhận mình chủ quan, căn bản không ngờ tới những này tiểu nha đầu có thể như thế hảo. Theo chính mình giải, cái này Băng Tuyết Tông hẳn là một cái quả hồng mềm a, mạnh nhất bất quá nửa bước tiên đế, tại sao có thể có nhiều như vậy phù triện đâu, các nàng cũng không có phù sư a. Hừ, nhưng ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng sao? Bản tôn còn có đại chiêu còn không có. Ách, lời còn chưa nói hết, Tần Thủ ngực đột nhiên đau xót, không dám tin cúi đầu xuống, đã thấy một cái tay cầm trái tim của hắn, thể nội sinh mệnh lực cực tốc trôi qua. Sở Linh Nhi nhếch miệng, đánh nhau với ta còn dám phân tâm, ngươi còn không có kia cửu đầu xà bách khó chơi đâu, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Nói, liền nắm nát đối phương trái tim, liền không thể cho cái cơ hội để cho ta thả song lớn, đại chiêu sao? Ngươi giết ta, lão đại ta Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Tung Hoành Tiên Tông Tần Thủ làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay mình lại bị một cái không biết tên thanh niên giết chết. May hắn không biết người trẻ tuổi kia chân thực gương mặt chỉ là cái 9 tuổi tiểu cô nương, nếu không khẳng định đem phổi tức điên. Kết thúc Tần Thủ, Sở Linh Nhi thật nhanh lại đem dư 4 người cho giết chết, cũng thuận tay dùng diệt hồn phiên đem 5 tôn hung thú cho khống chế biến thành khôi lỗi. Bất quá đã đột phá tiên tôn, nàng tiến triển trở nên chậm không ít, hút ăn 5 vị tiên tôn hậu kỳ cũng mới để cảnh giới đạt tới tiên tôn sơ kỳ điểm tới hạn, chúng liền kỳ đều không thể bước vào. Tốt, giải quyết. Sở Linh Nhi cũng không để ý ngươi cái gì Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao tiên tông cuối cùng cũng sẽ bị nàng giết chết. Thấy cảnh này, Hoàng Oánh bên ngoài bí cảnh cùng Khổng Ất Kỳ đều là lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một cái tiên tôn sơ kỳ cùng một đám tối cao bất quá tiên vương tiểu nha đầu thoáng qua đánh chết 5 vị tiên tôn hậu kỳ, còn làm xong 5 tôn tiên tôn hung thú. Ta mợ nó là đang nằm mơ chứ, trên đời nào có loại này kinh tài tuyệt diễm hạng người, liền ngay cả lão phu năm đó cũng làm không được a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây hết thảy đều là giả. Đến, Hoàng Nha Đầu cho ta một bàn tay để cho ta thanh tỉnh hạ. Khổng Ất Kỷ chất phác hô. Ba, Hoàng Oánh đưa tay vung mạnh thành lớn bàn quay, một bàn tay hướng đối phương mặt già bên trên rút đi, hai cái răng cửa từ miệng bên trong rơi xuống. Khổng Ất Kỷ hưu một chút bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở trên đại thụ. Thế nào Khổng lão, là đang nằm mơ sao, còn muốn hay không lại đến một cái, thêm một cái cho cân à? Hoàng Oánh nhìn bàn tay của mình một chút, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nguyên lai rút tiên đế là như thế thoải mái. Khổng Ất Kỷ che lấy mặt mo, ủy khuất ba ba, ngươi thật đúng là đánh a. À, ai, xem ra không phải nằm mơ, tiểu tử này là thật ngưu bức, Diệp Nha Đầu đến cùng chỗ nào gạt đến loại này yêu nghiệt, không nói lão phu chưa từng thấy, chỉ sợ đạo tông bên trong những thiên tài kia cũng so ra kém a. Như thế chiến tích truyền đi, đãng Ma Thiên Tôn cũng phải bị kinh xuất thế a. Kẻ này các ngươi Băng Tuyết Tông nhất định phải lưu lại. Khổng Ất Kỷ lòng tràn đầy rung động, ngay cả hắn đều nhìn không hiểu Sở Mặc đến cùng như thế nào phá phòng, như thế nào giết địch. Hắn chỉ cảm thấy ra tiểu tử này còn có lưu dư lực, chỉ là một cái tiên tôn sơ kỳ lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hút nhân thể khí huyết, rõ ràng dùng cùng tà công, vì sao trên thân một điểm tà khí đều không có? Khổng Ất Kỷ không nghĩ ra, nhưng hắn biết không thể trêu vào, hắn cũng không muốn trở thành thịt người làm. Hoàng lão, Diệp Thanh Thanh các nàng phát tin tức ra, để chúng ta nhanh nghĩ biện pháp mở lại bí cảnh. À đúng, suýt nữa quên mất, ta cái này nghĩ biện pháp. Khổng Ất Kỷ vỗ đầu một cái, bắt đầu nặng ngay cả bí cảnh bên trong quy tắc. Bên trong bí cảnh, chúng nữ sống sót sau tai nạn vỗ ngực, kia sóng cả mãnh liệt dáng vẻ, lại không nam tính thưởng thức. Sở công tử, ngài thật sự là quá đẹp rồi, rất đa tạ ngài. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Chúng nữ mắt lộ ra sùng bái, các nàng cảm giác mình đối trưởng lão, mình sư tôn, thậm chí cả tông chủ, đều không có cuồng nhiệt như vậy sùng bái qua. Ngự thú tông tông chủ A, đây chính là không sai biệt lắm cùng nhà mình tông chủ bình khởi bình tọa tồn tại, lại bị dạng này làm thịt. Diệp Thanh Thanh kiêu ngạo cười một tiếng, mang theo khoe khoang chi ý hướng chúng nữ nói, đây coi là cái gì, các ngươi nhưng biết thiếu gia trong tay diệt hồn phiên ở đâu ra, kia là từ nửa bước đế cấp trong tay giành được, các ngươi là không thấy được lúc ấy, thiếu gia đập phát chết luôn nửa bước đế cấp loại tình cảnh kia, đơn giản đẹp trai người người A. À.
ta dám nói chúng ta tông chủ tới, đều không được, mà lại cái tất chân trên đùi ta, cũng là thiếu gia cho, dù sao thiếu gia là trong lòng ta thần, nam thần. Chúng nữ nghe xong, đối Sở Mặc càng thêm sùng bái, tốt như vậy nhìn tất chân lại là hắn cho. Ngay cả nửa bước tiên đế đều có thể đập phát chết luôn, mình thế mà cùng dạng này đại lão cùng một chỗ tầm bảo. Đúng rồi, tầm bảo, Thanh Thanh sư tỷ, chúng ta nhanh đến cái này bí cảnh bên trong tìm xem, có hay không tông chủ muốn bảo bối đi. Lần này ra lớn như thế biến cố, có lẽ thật có thể tìm tới đâu. Có người đề nghị, nghe vậy, Sở Linh Nhi một trận hiếu kỳ. Thanh Thanh nhỏ thư ký, các ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì à? Chỉ những thứ này băng phách cỏ sao? Không phải à, chúng ta muốn tìm chính là một loại quy tắc kết tinh, dài giống trái tim. Chúng ta quản nó gọi băng tuyết chi tâm. Có nó, tông chủ liền có thể đột phá đến đế cấp, có thể hoàn toàn bảo hộ chúng ta. Không chỉ có như thế, bình thường tu sĩ ăn nó, còn có nhất định xác suất thức tỉnh băng tuyết tuyệt kỹ đâu. Diệp Thanh Thanh lên tiếng, bất quá, rất nhanh chúng nữ sắc mặt lại ảm đạm xuống, cảm xúc sa sút. Thế nhưng là loại vật này, chúng ta tìm rất nhiều năm, chưa từng có tìm tới qua. Chúng ta hoài nghi, căn bản liền không có băng tuyết chi tâm vật này. Nghe được chúng nữ, Sở Linh Nhi sắc mặt một trận quái dị. Cái này băng tuyết chi tâm, mình giống như trong túi có không ít à. Thứ này chân quý như thế sao? Thanh Thanh ngươi xem một chút, có phải hay không cái này? Sở Linh Nhi từ nhẫn chữ vật, lấy ra một cái trái cây mà đỏ giống như trái tim. Theo trái cây xuất hiện, quanh mình nhiệt độ giảm mạnh mấy chục độ, tản ra khắc cốt rét lạnh. Nhìn qua kia khiêu động trái cây, chúng nữ hít sâu một hơi, từng cái không dám tin chừng to mắt, thét to, trời ạ, băng tuyết chi tâm. Công tử, ngài tại sao có thể có cái này? Có thể cho chúng ta sơ sơ ngài đại bảo bối sao? Một đám nữ đệ tử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy băng tuyết chi tâm, trong lòng hiếu kỳ lấn át hết thảy. Trong nhà cho, cầm đi chơi mà đi. Sở Linh Nhi đem băng tuyết chi tâm tiện tay ném đi, ném cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh một trận luống cuống tay chân tiếp nhận, thận trọng cùng chúng nữ quan sát. Từng cái miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai băng tuyết chi tâm, thật có được cực hạn băng tuyết quy tắc à. Tông chủ tìm kiếm vạn năm không tìm được, không nghĩ tới hôm nay chúng ta trước thấy được. Đúng lúc này, một đạo rát băng tiếng vang lên, như có người tại gặm quả táo đồng dạng. Chúng nữ lần theo thanh âm quay đầu, phát hiện Sở Mặc đang ngồi ở trên mặt đất, đưa lưng về phía các nàng cót ca cót két gặm cái gì. Chúng nữ đi qua xem xét, trong tay băng tuyết chi tâm phù phù một chút rơi xuống đất, đầy trong đầu đều là trống không, cả người giống mất hồn. Chỉ vì Sở Linh Nhi tay trái tay phải riêng phần mình cầm một viên băng tuyết chi tâm, tại vui sướng gặm, kia bị các nàng băng tuyết tông coi như chân bảo băng tuyết chi tâm, tại trong tay đối phương thế mà tựa như quả đồng dạng, chấn kinh, nóng mắt, không dám tin. Một hệ liệt cảm xúc tràn ngập các nàng đầu, khiến cái này lãnh nhược băng xương tiên tử nhóm triệt để điên cuồng. Vãi nhái, chớt mất thôi, công tử ngươi điên rồi. Ta không điên, cái đồ chơi này thật đúng là ăn ngon, lại băng lại giòn còn ngọt. Sở Linh Nhi nhếch nhếch miệng, cười đến cực kỳ vui vẻ. Chúng nữ không phản bác được, chí bảo đương hoa quả, tông chủ nếu là thấy được, có thể hay không cùng cái này Sở công tử liều mạng. Đúng rồi, các ngươi là cô nương, không thể đem con mợ nó treo ở bên miệng. Bất quá theo cha ta trước kia nói, các ngươi nếu như 10 phần phát điên thời điểm, có thể đổi loại thuyết pháp để diễn tả nội tâm kích động. Tỷ như, đảo lại nói, chúng nữ sững sờ, công tử, có phải hay không bị sao à, ách. Nói xong, chúng nữ tựa hồ phản ứng lại, trong nháy mắt đều đỏ mặt. Từng cái hờn dỗi nhìn qua Sở Mặc, trái tim thình thịch trực nhảy, bắt đầu các loại não bổ. Chẳng lẽ công tử là tại hướng chúng ta truyền lại tin tức gì? Hắn muốn là ám chỉ chúng ta, muốn cùng chúng ta tới một trận đi thận giao tình. Thế nhưng là chúng ta nhiều tỉ muội như vậy, hắn có thể hay không, khẩu vị quá lớn, thận có thể làm sao? Đám người các loại não bổ thời khắc, Khổng Ất Kỷ cùng Hoàng Oánh cũng chữa trị tốt bí cảnh quy tắc. Hai người cùng một chỗ xông vào, trên mặt còn có mấy phần cấp bách chi sắc. Khổng lão nhanh lên, chúng ta mau đem Sở công tử mời lên tông chủ đại điện nơi đó đi. Vừa mới Diệp trưởng lão tin cho ta hay, nói tông môn đại điện bên trong đã bởi vì Sở công tử nhập tông một chuyện, nhao nhao lật ra. Khổng Ất Kỷ ánh mắt phát lạnh, tiểu tử này yêu nghiệt như thế, ai dám không thu lão tử diệt ai. Hai người tốc độ cực nhanh, đi tới bên trong ốc đảo. Khi thấy chúng nữ hoàn hảo không chút tổn hại về sau, hai người nhẹ nhàng thở ra. Sở công tử, còn xin di giá. Con mợ nó, ngươi đang ăn cái gì, nhanh im miệng à. Tay phân tay nước tiểu, một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song, mới có 8 tuổi rưỡi biến vô địch khắp thiên hạ. Ngay tại lúc Sở Linh Nhi nhàn nhã ăn băng tuyết chi tâm, Hoàng Oánh cùng Khổng Ất Kỷ nhìn thấy một màn trước mắt về sau, tức giận đến là muốn rách cả mí mắt. Trước mắt Sở Mặc, miệng bên trong nhét phình lên, bên khóe miệng bên trên còn dính không ít nước mà đỏ. Nhìn tựa như heo gặm,
có loại máu me đầm đìa đã cảm giác. Không chỉ có như thế, Sở Mặc trong tay còn cầm một khối màu đỏ, giống hỏa long quả đồng dạng đang nhảy nhót nhét vào trong miệng. Rát băng, thuận bàn tay cùng khóe miệng, nhỏ xuống khắp nơi đều là màu đỏ. Nhìn cực kỳ khiếp người, Sở Mặc có hay không ăn thịt uống máu, Khổng Ất Kỳ hai người không biết, nhưng bọn hắn biết mình lòng đang dỉ máu. Hoàng Oánh đau lòng nhức óc che ngực, hô hấp dồn dập một hơi không có đi lên, trực lăng lăng ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất còn gõ gõ. Khổng Ất Kỳ cũng là đầu một trận mê muội, con mợ nó, tiểu tử ngươi nhanh phun ra, đây là thứ có thể ăn như vậy sao? Sở Linh Nhi vô tội nháy mắt, miệng bên trong mập mờ suy đoán nói. Tốt bảy, giới qua thật tốt bảy. Cái này băng tuyết chi tâm bắt đầu ăn không chỉ có giòn thoải mái, còn có một cỗ lạnh buốt cảm giác, tựa như dưa hấu ướp đá đồng dạng. Sở Linh Nhi ăn một lần, liền căn bản không dừng được. Khổng Ất Kỳ hít sâu một hơi, dùng sức án lấy người một nhà bên trong, cố gắng để cho mình không ngất. Băng tuyết tông tìm trên vạn năm băng tuyết chi tâm, hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này đối Lãnh Nhược Hề tới nói trọng yếu bao nhiêu, nhưng hôm nay thật vất vả tìm tới, lại bị làm cho hư hỏng như vậy. Khổng Ất Kỳ tức điên lên, nếu không phải không có nắm chắc đánh qua đối phương, hắn sớm đoạt. Hắn đã ăn bao nhiêu rồi? Khổng Ất Kỳ quay đầu nhìn về Diệp Thanh Thanh mấy người hỏi. Diệp Thanh Thanh hai mắt ngốc trệ, không có, không có nhiều, 3 phút huyễn 10 cái mà thôi. À đúng, đồ đồ cũng đi theo huyễn 4 cái. Khổng Ất Kỳ mờ mịt đem ánh mắt nhìn về phía này thiên nhiên ngốc hồ đồ đồ. Hồ đồ đồ cũng ngơ ngác chớp chớp mắt to, dùng sức lau đi khóe miệng quả hồng nước, nhếch môi lộ ra tinh hồng răng cười cười. Hắc hắc, thiếu gia cho cái này giá ăn ngon, ta còn từ đó lĩnh ngộ một chiêu băng tuyết võ kỹ đâu, về sau có thể cho thiếu gia tùy thời làm ướp lạnh đồ ăn, nếu không phải bụng chịu không được, ta còn muốn lại làm thêm 10 cái nữa. Phốc phốc, nhìn qua bộ dáng vô hại, Khổng Ất Kỳ trong mắt lật một cái, suýt nữa té xỉu. Kia già nua thân thể run không ngừng, muốn mắng chút gì nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Bại gia đồ chơi, thật sự là bại gia đồ chơi à. Ngươi, các ngươi biết nhiều như vậy à, lãng phí sao? Các ngươi biết cái này đối ta băng tuyết tông bao nhiêu tác dụng sao? Các ngươi biết, Khổng Ất Kỳ đứng tại đạo đức điểm cao, bắt đầu phát động công kích. Sở Linh Nhi nhếch miệng, căn bản không để ý hắn. Ngược lại là Diệp Thanh Thanh nhịn không được, nhíu mày giải thích nói. Khổng lão đừng nói nữa, đây là băng tuyết chi tâm của sở thiếu gia, không phải bên trong bí cảnh. Loại này lãng phí hành vi là đáng xấu hổ. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, đây là chính hắn. Khổng Ất Kỳ sững sờ, không dám tin quay đầu. Diệp Thanh Thanh cùng những nhóm người còn đang mê muội khi được cứu, 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta bí cảnh bên trong căn bản không có cái này, đây đều là chính sở công tử tư nhân tài vật. Khổng Ất Kỳ như bị sét đánh, tình cảm tự mình lái nửa ngày pháo, còn đánh nhầm người. Cái này, cái kia, các ngươi thế nào không nói sớm? Lên tiếng khụ khụ nửa ngày, Khổng Ất Kỳ mặt mo dần dần bắt đầu đỏ lên. Người ta bảo bối của mình, người ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta bằng cái gì chỉ điểm? Cái kia, tiểu hữu thật có lỗi. Này, không có việc gì, nấc ngã đến một ngụm không? Đến, phân ngươi nửa bên ăn. Sở Linh Nhi dùng sức tách ra một chút băng tuyết chi tâm xuống, đem những cái kia chưa ăn qua đưa cho Khổng Ất Kỳ, những cái kia bị gặm qua thì mình lưu lại. Hắn nhìn ra được lão đầu trước mắt không có gì ác ý, thuần túy chính là đau lòng nhức óc mà thôi. Kính già yêu trẻ thế nhưng là già sở gia truyền thống Mỹ Đức, nhất là đối phương vẫn là người một nhà, hỗ trợ bảo vệ lâu như vậy tông môn, cho nửa bên cạnh không quá phận. Chính yếu nhất, nàng ăn quá no, ăn không vô trong tay cái này hơn phân nửa, cùng lãng phí còn không bằng lấy lòng. Khổng Ất Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lập tức phủ lên nịnh nọt tiếu dung, đưa tay tiếp nhận. Đế cấp chí bảo, lại có ai có thể cự tuyệt đâu. Này làm sao có ý tốt a, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy lão phu địa phương, cứ mở miệng. Bất quá, Khổng Ất Kỳ sau khi nhận lấy cũng không có ăn, mà là thận trọng dùng hộp xịn sò, bỏ vào nhẫn chữ vật. Sở Linh Nhi sững sờ, thế nào không ăn? Không có, ta muốn lưu cho nha đầu chen núi kia, nàng so ta cần cái này. Khổng Ất Kỳ ánh mắt nhu hòa xuống tới, ngẩng đầu nhìn băng tuyết tông đại điện một chút, tựa như nhìn xem cháu gái của mình, cương chiều vô cùng. Sở Linh Nhi không nói thêm gì, trong lòng đối lão nhân này hảo cảm lại nhiều mấy phần. Khổng Ất Kỳ xuất thủ, đem ngất bên trong Hoàng Oánh cho làm tỉnh lại. Hoàng Oánh mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là gào khóc, khóc cực kỳ thương tâm. Nàng chưa bao giờ thấy qua băng tuyết chi tâm, hôm nay là lần thứ nhất trông thấy, nhưng lại là lấy phương thức như vậy. Cũng may Diệp Thanh Thanh mấy cái nói hết lời, mới giải thích rõ ràng. Nghe xong các nàng về sau, Hoàng Oánh trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là, căn cứ nữ đế lão tổ bản chép tay, băng tuyết chi tâm chỉ có chúng ta đã từng băng tuyết giới có a. Sở công tử ngài vì sao có nhiều như vậy? A, hẳn là cha ta cho. Hắn cho ta chế định tiểu nhiệm vụ, mỗi lần hoàn thành liền sẽ cho ta không ít thứ,
chỉ là băng tuyết chi tâm chẳng có gì lạ. Sở Linh Nhi Phong Khinh Vân đạm khoát tay áo, mảy may không có để trong lòng. Nhưng Hoàng Oánh cùng Khổng Ất Kỳ lại toàn thân rung mạnh, biểu lộ đắng chát vô cùng. Mình tìm kiếm cả một đời mà không được chí bảo, tại cái này Sở công tử trong tay, vậy mà không đáng nhắc đến, cùng quả dại đồng dạng. Thực sự là, người so với người làm người ta tức chết à. Sở công tử, ngài còn có cái này băng tuyết chi tâm sao, có thể hay không? Bán cho tông môn chúng ta một viên, vô luận yêu cầu gì đều được. Ta xem một chút, ân, còn có 9.980 mấy khỏa, cần bao nhiêu đợi chút nữa nhìn thấy tông chủ các ngươi lại nói chứ sao? Sở Linh Nhi đại khái nhìn nhẫn chữ vật một chút, tùy tiện đáp. Lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Oánh cùng Khổng Ất Kỳ nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, đại não một trận mê muội. Hơn 9.000, hai người nhìn nhau, chỉ cảm thấy rung động không thôi, trong đầu không ngừng suy đoán thân phận thanh niên Sở Mặc trước mắt này. Cũng không biết Diệp Phi Tuyết đến cùng từ nơi nào đem thần bí như vậy người cho gạt đến. Nếu như chờ một lát tông chủ nhìn thấy hắn, nhất định phải gọi tông chủ đi cái đại lễ, cho dù bán nhan sắc cũng phải hống tốt cái này Sở công tử a. So sánh hai người chấn kinh, một đám nữ đệ tử thì càng thêm sùng bái trước mắt Sở Mặc, ước biểu nhân tài, lại có thiếu nữ nào có thể cự tuyệt loại này hoàn mỹ nam nhân đâu. Coi bọn nàng thời khắc này tín ngưỡng, dù là Sở Linh Nhi nói thịt thịt có thể ăn, các nàng cũng sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng. Cái này chính là phan cuồng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, đế cấp giả lập chiến trường 11 đã cấp cho. Sở Linh Nhi còn chưa kịp nghiên cứu cái này mới ban thưởng đến cùng dùng như thế nào, liền bị Diệp Thanh Thanh mấy cái lôi kéo, hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, băng tuyết tông trong đại điện, ngay tại triển khai một trận cãi vã kịch liệt. Sự tình nguyên nhân gây ra, chính là Diệp Phi Tuyết hướng tông chủ Lãnh Nhược Hề đề nghị, đem Sở Mặc định vì phó tông chủ hoặc là khách khanh thủ tọa. Khách khanh không phải tông môn biên chế bên trong đại lão, nhưng hưởng thụ cùng trưởng lão, thậm chí cao hơn tài nguyên đãi ngộ cùng địa vị. Trọng yếu nhất, bao ăn bao ở xong còn không cần làm việc. Nhưng là muốn làm khách khanh cũng không dễ dàng, nhất định phải thực lực quá cứng, hoặc là liền có đặc thù bản lĩnh, hay là danh khí bối cảnh rất mạnh, có thể chấn được địch nhân mới được. Về phần phó tông chủ chức vị này, băng tuyết tông vài vạn năm liền chưa từng có đi ra. Bây giờ Diệp Phi Tuyết đề nghị không thể nghi ngờ là hướng bình tĩnh trong hồ, ném đi một tảng đá lớn. Một đám trưởng lão nhìn nàng ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa là nói nàng bị hóa điên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Diệp Phi Tuyết ngươi là điên rồi đi. Để một nửa đường tới nam nhân, làm ta băng tuyết tông khách khanh, thậm chí càng đương phó tông chủ, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm. Hẳn là, nam nhân kia là ngươi nhân tình, khó trách xuống núi một năm chúng ta cảm thấy ngươi thần thái sáng láng hồng quang đầy mặt, bị tưới nhuần đi. Bản tọa vừa nghe một chút đệ tử nghị luận, nói ngươi mang theo một cái dã nam nhân trở về, chính là hắn à. Nghe xong Diệp Phi Tuyết đề nghị về sau, kia Lý gia phái tới chú ở chỗ này Lý Lệ, không lưu tình chút nào giễu cợt, một mặt tranh chua bộ dáng, mà các trưởng lão khác mặc dù không nói gì, nhưng trong thần thái cũng tỏ vẻ ra là lập trường của mình. Đó chính là không thông qua quyết nghị, miệng đặt sạch sẽ điểm, ta cùng Sở công tử là trong sạch. Nhìn thấy Lý Lệ miệng đầy lời khó nghe, Diệp Phi Tuyết chán ghét phản đối. Gặp hướng này không tranh không đoạt, Diệp Phi Tuyết lại dám chống đối mình, Lý Lệ hừ lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá đối phương, nhìn mấy lần chỉ đen cặp đùi đẹp về sau, ánh mắt trở nên cực kỳ ác độc, còn có khó mà che giấu ghen ghét. Không thể không nói, Diệp Phi Tuyết dáng người thật nổ tung, Lý Lệ có chút tự ti mặc cảm, còn dám nói mình là trong sạch. Nhìn một cái chân này bên trên xuyên thứ gì, trong thanh lâu đều không có ngươi xuyên tao khí, mà lại giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Nếu như các ngươi thật là trong sạch, sao lại cần giải thích, thì sợ gì người nàng nói thêm cái gì, thanh giả tự thanh không biết sao. Chân ngươi bên trên cái này, sợ là vì nghênh hợp kia dã nam nhân mặc a, xem ra hắn đưa ngươi phục vụ rất tốt a, để ngươi như thế che chở. Luận tranh chua phương diện này, toàn bộ băng tuyết tông không người có thể đưa ra tả hữu. Nàng Lý Lệ nói thứ nhất ai dám tranh phong, lại dám cùng bản tiểu thư đối nghịch, ta để ngươi mặt mất hết. Làm băng tuyết tông trước mắt duy nhất khách khanh, Lý Lệ không có khả năng để người khác lại đi vào, càng đừng đề cập lần này muốn làm khách khanh còn là cái nam nhân. Trong nháy mắt Diệp Phi Tuyết liền bị đối phương lời nói này khí hô hấp dồn dập, ngực không ngừng chập trùng. Nhìn thấy hai người tranh phong tương đối, tất cả trưởng lão vô cùng khó xử, không biết khuyên ai tương đối tốt. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ người một nhà đi, Lý Lệ sau lưng có tiên đế, không thể trêu vào a. Phi Tuyết a, hai ngươi ít nhau nhau vài câu, vì sao ngươi xuống núi một chuyến, sau khi trở về liền nhất định để một cái không thế nào quen thuộc nam nhân đương phó tông chủ đâu? Ngươi không phải là thật bị rót thuốc mê đi, muốn hay không tỉ muội giúp ngươi tư tỉnh? Có quan hệ tương đối tốt trưởng lão, nửa đùa nửa thật hòa hoãn lấy bầu không khí, cũng có thở dài khuyên nói ra. Diệp trưởng lão việc này vẫn là không muốn để, chúng ta băng tuyết tông chưa từng có nam nhân làm qua phó tông chủ,
coi như Khổng Lão loại này đã từng tiên đế, đều không được đâu. Nam nhân kia cũng không thể so Khổng Lão còn lợi hại hơn à. Nghe nói như thế, Lý Lệ bắt lấy điểm tấn công, không buông tha tiếp tục giễu cợt. Để một cái nam nhân đương phó tông chủ lời này ngươi cũng nói ra miệng được. Ngươi là nghĩ phá hư tổ huấn, ngươi muốn cho Băng Tuyết Tông bị thế nhân chế giễu, truyền ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Tông môn vài vạn năm danh dự, liền đem hủy trong tay ngươi, tâm hắn đáng chết à. Mà lại, ngươi dám để cho nam nhân khác tiến đến, ta e hắn chỉ sợ không có cái này tốt tính à. Ngươi thừa nhận được lửa giận sao? Lý Lệ hẹp dài con mắt híp, nhìn xuống Diệp Phi Tuyết, cho Diệp Phi Tuyết mang đến áp lực thực lớn. Lý Lệ huynh trưởng chính là Lý gia tiên đế Lý Thủ, người này làm việc cực kỳ bá đạo, sớm đã đem Lãnh Nhược Hề vị mỹ nữ kia coi là độc chiếm, ai dám tiếp cận, hắn đều sẽ bạo tẩu giết người. Bất quá nghĩ đến Sở Mặc cao thâm mà chắc thực lực, Diệp Phi Tuyết lại có lực lượng, thân là thư ký, thiếu gia sao lại mặc kệ ta? Hừ, ngươi một cái Lý gia tới khách khanh ngậm miệng, chúng ta Băng Tuyết Tông bên trong sự tình, khi nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Các ngươi không phải liền là sợ Sở công tử không có thực lực sao? Ta nói cho các ngươi biết đi, hắn có thể một chiêu miểu sát tay cầm đế binh nửa đế, Huyền Nội Ma Tôn, cũng có thể dễ như trở bàn tay thu phục Tiên Tôn đỉnh phong Phệ Thiên Hổ Tổ, các ngươi nói hắn có đủ hay không tư cách? Mà lại chúng ta đầu nào tổ huấn nói, không cho phép nam nhân đảm nhiệm khách khanh hoặc là phó tông chủ. Diệp Phi Tuyết hai tay chống nạnh, kiêu ngạo quét mắt đám người. Đám người giật mình, không nghĩ tới Diệp Phi Tuyết mang tới cái này nam nhân, thế mà mạnh như vậy. Có thể một chiêu giết nửa đế, chẳng phải là in cũng có thể một chiêu giết nhà mình tông chủ. Cao thủ như thế nếu là lưu lại, đối tông môn lớn bao nhiêu có ích, có thể nghĩ. Đang lúc đám người chuẩn bị lại bàn bạc kỹ hơn lúc, Lý Lệ ngăn không được nở nụ cười lạnh. Ha ha ha, viếng bồ mã hóa vàng mã, hống quỷ đâu. Tay cầm đế binh nửa đế, cho dù anh ta vị này tiên đế cũng không dám nói một chiêu miểu sát. Ngươi sẽ không muốn nói, trong miệng ngươi cái này cái gì Sở công tử thực lực so anh ta càng mạnh à. Tông chủ, chính ngươi nghe một chút cái này Diệp Phi Tuyết thổi có bao nhiêu quá phận. Lý Lệ đem bóng ra đá cho tông chủ băng trên ghế, kia bình chân như vại ngồi xem trò vui Lãnh Nhược Hề trong tay. Lãnh Nhược Hề bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói có đạo lý. Tuyết Nhi, ngươi đến xuất ra chứng cứ chứng minh kia cái gì Sở công tử thực lực a, nếu không Lý khách khanh cùng mọi người sẽ không chịu phục đâu. Lãnh Nhược Hề trong mắt lóe lên một vòng đối Lý Lệ chán ghét, quay đầu nhìn về Diệp Phi Tuyết khẽ vuốt cằm. Một cái là thế lực khác phái tới giám thị mình, một cái là mình một tay mang ra Tâm Phúc trưởng lão, tin ai? Lãnh Nhược Hề rất rõ ràng, mà lại không có đoán sai. Diệp Phi Tuyết như thế tôn sùng Sở công tử, chính là trước đó Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Ly Sơn lão mẫu miệng bên trong nói tới Sở Mặc kia có được đế binh bổ dưỡng dịch người thần bí. Vừa vặn, mượn Diệp Phi Tuyết chi thủ, giết cái này Lý Lệ uy phong, nếu không đều nhanh đứng tại ta người tông chủ này trên đầu khoa tay múa chân. Diệp Phi Tuyết hiểu ý, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra Huyền Nội Ma Tôn kia đã làm xẹp thi thể, hướng Lý Lệ ném đi. Lý Lệ bị nện trở tay không kịp, nhìn xem tấm kia ra người cùng khung xương, dọa đến hét lên một tiếng lui lại ra ngoài rất xa. A, con mợ nó, Diệp Phi Tuyết ngươi mẹ nó làm cái gì? Không biết lão nương có bệnh thích sạch sẽ sao? Hừ, xem thật kỹ một chút, đây có phải hay không là Huyền Nội Ma Tôn tên kia? Sở công tử có hay không tư cách đảm nhiệm phó tông chủ? Theo thi thể xuất hiện, đại điện bên trong bị ma khí tràn ngập, chúng nữ tất cả đều nín thở, không dám phát ra một điểm dị hưởng. Các nàng không chút nghi ngờ cỗ này thây khô thân phận, ngoại trừ Huyền Nội Ma Tôn không có mấy cái có được loại này hùng hậu ma khí. Chúng nữ chậm rãi xông tới, duỗi thẳng cổ tập trung nhìn vào, chỉ gặp Huyền Nội Ma Tôn trong trên thân hiện đầy vết thương, ngực có một chỗ nghiêm trọng nhất thương thế, thoạt nhìn là bị một kích móc tim, mà kia tròng mắt bên trong còn tràn ngập trước khi chết hoảng sợ. Đến tột cùng là dạng gì đối thủ, có thể để cho một vị tâm ngoan thủ lạt đỉnh tiêm ma tôn lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ đâu? Đang ngồi đều là cao thủ, một chút liền đã đoán được Diệp Phi Tuyết nói tới không giả, Huyền Nội Ma Tôn chính là bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, tuyệt vọng chết đi. Loại cao thủ này, các nàng không có cách nào cự tuyệt, đừng nói phó tông chủ, ngay cả tông chủ nhà mình đều không có hắn hung. Đúng lúc này, Diệp Phi Tuyết lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Mặt khác vụng trộm nói cho các ngươi biết, Sở công tử hắn bối cảnh thập phần thần bí, trên thân ngoại trừ đế binh bên ngoài, còn có không ít đế cấp đỉnh phong tẩm bổ dịch. Điều này có ý vị gì các ngươi đều biết à, bây giờ đã không phải là chúng ta có đáp ứng hay không hắn làm phó tông chủ, mà là người ta có nguyện ý hay không lưu lại. Chúng ta Băng Tuyết Tông dựa vào cái gì hấp dẫn hắn? Sắc đẹp, đừng đùa, cao thủ như vậy thiếu nữ nhân sao? Hắn là đồ các ngươi giả, vẫn là đồ các ngươi xấu? T. Lời mặc dù không dễ nghe, còn mang theo vài phần hỏa khí, nhưng là tất cả trưởng lão nắm chắc trọng điểm. Đối phương có đế binh tẩm bổ dịch, hơn nữa còn là rất nhiều. Ý vị này hoặc là bản thân hắn là đế cấp luyện kim sư, hoặc là phía sau có như thế một tôn đại thần. Đây cũng không phải là các nàng có thể tưởng tượng cảnh giới.
chỉ có thể để các nàng ngưỡng vọng. Nếu có thể để hắn ủng hộ Tiến Tông môn, Băng Tuyết Tông không phải thỏa thỏa cất cánh. Đùi, chúng ta muốn ôm đùi. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, cùng nhau hướng Lãnh Nhược Hề quỳ xuống, chắp tay hô. Còn xin tông chủ dẫn đầu chúng ta, cùng đi nghênh đón vị này Sở tiền bối, mời hắn rời núi làm chúng ta phó tông chủ. Lãnh Nhược Hề gật đầu đứng dậy, Tuyết Nhi, dẫn đường, dùng tối cao cấp bậc nghi thức hoan nghênh, cung nghênh Sở tiền bối. Nghe nói như thế, Lý Lệ gấp, một thanh ngăn lại đám người. Anh của nàng đưa nàng xếp vào tại cái này, chính là không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp cận Lãnh Nhược Hề. Nếu để cho Sở Mặc thần bí nhân này tiến đến làm phó tông chủ, ai biết hai người này có thể hay không va chạm gây gổ cái gì. Nếu để cho cây gậy tiến vào động, mình làm sao cùng trong nhà kia tiên đế ca ca bàn giao, không được bị hắn một thanh bóp chớt. Lãnh Nhược Hề, ngươi dám, ngươi để một cái không biết ngọn ngành nam nhân tiến đến, ngươi xác định anh ta biết về sau, các ngươi ai có thể tiếp nhận lửa giận. Vâng, có huyền nữ bên ngoài bảo bọc, nhưng là vụng trộm ngươi Băng Tuyết Tông là ta Lý gia đối thủ sao? Chỉ cần ngươi dám để cho họ Sở kia tiến tông môn, ta lập tức để cho ca ta đến. Đám người cau mày, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nhược Hề, muốn nhìn nàng làm thế nào quyết đoán. Lãnh Nhược Hề ánh mắt lạnh dần, nàng chán ghét uy hiếp này lại để nàng nhớ tới mình sư phụ bị bức tử một màn kia. Bất quá nàng còn chưa kịp nói chuyện, đại điện bên ngoài vang lên một tiếng cực kỳ táo bạo thanh âm, một bóng người cấp tốc hiện lên, một giây sau liền nghe được ba một tiếng, Lý Lệ bay ngược ra ngoài, đem băng trụ nện đứt vài gốc, ngã trên mặt đất điên cuồng nôn ra máu. Chớt bà tám, lão phu nhịn ngươi rất lâu, lại còn dám đối xử tiểu tử bạn bất kính, ngươi chính là để ngươi ca đến lại có thể thế nào? Ngươi Lý gia cứ tới âm, lão phu bây giờ trạng thái cho dù không địch lại hắn, ta cũng có thể liều chết hủy đi hắn căn cơ, không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Khổng Ất Kỳ áo gai không gió mà bay, trên mặt có lãnh ý. Lý Lệ trong mắt tràn ngập lên sợ hãi, tựa hồ không nghĩ tới thật là có người dám đánh nàng vị này Lý gia tiểu thư. Tất cả trưởng lão thì là giật mình. Khổng lão, ngài làm sao đi lên? Cái này Khổng Ất Kỳ ngày bình thường là cái hảo hảo lão đầu, chưa từng nổi giận, hôm nay thế mà nổi giận. Đây là vì sao? Khổng Ất Kỳ nhếch miệng lên, đương nhiên là cho các ngươi đề cử siêu cấp đại lão. Hôm nay lão phu nói đặt xuống ở nơi này, ai không cho phép Sở tiểu hữu tiến tông môn, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Lý Lệ xuất ra một kiện tiên tôn trang bị bảo vệ toàn thân, duỗi thẳng cổ, phẫn hận mắng. Lão già, ngươi dựa vào cái gì để hắn tiến tông môn, hắn có phải hay không luyện kim sư còn không biết đâu. Nói cái gì nàng cũng không có khả năng để Sở Mặc trở thành phó tông chủ. Khổng Ất Kỳ đã sớm ngờ tới sẽ như thế, cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm. Dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này. Hộp gấm vừa mở ra, nửa bên màu đỏ trái tim triển lộ ra. Đám người xem xét, không khí lập tức ngưng kết. Trong mọi người tâm đột nhiên nhảy một cái, từng cái tất cả đều lộ ra chấn kinh vẻ cuồng nhiệt. Cảm xúc trong nháy mắt sôi trào, liền ngay cả Lãnh Nhược Hề đều là đằng một chút nhảy dựng lên. Vãi nhái, cái này, đây là băng tuyết chi tâm. Khổng lão ngươi từ nơi nào được?